9 trường hợp sau sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi sang tên cho tặng mua bán nhà đất từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Sau đây sẽ là những cái trường hợp cụ thể trong cái việc khi chúng ta mua bán mà chúng ta chưa nắm được. Cái trường hợp thứ nhất đó là vợ với chồng. Khi chúng ta đang đứng tên trong cái việc quyền sử dụng đất, đó là người vợ, thì bây giờ sang tên cùng với người chồng thì chúng ta không mất 2% thuế thu nhập cá nhân. Cái trường hợp thứ hai là cha mẹ đẻ để lại cho con. Thì có nhiều trường hợp khi chúng ta muốn sang tên từ người bố hoặc người mẹ ruột của mình để cho mình, thì thường mình vẫn suy nghĩ cái việc là mình phải mất bao nhiêu tiền thuế, nhưng trên thực tế thì cái thuế thu nhập cá nhân đó sẽ không được đánh với cái luật hiện hành tại Việt Nam chúng ta, thì chỉ có là mất 0,5% thuế trước bạ, cái thuế làm thủ tục, cái thuế cấp sổ, còn cái thuế thu nhập cá nhân 2% mới là thuế lớn nhất thì cũng sẽ được miễn cái thuế đó. Cái trường hợp thứ ba đó là cha mẹ nuôi với con. Cái trường hợp cha mẹ nuôi với con, ví dụ như những cái trường hợp mà trước đây có nhiều hộ gia đình hoặc những người mẹ, người chồng cặp vợ chồng không có con và sau đấy nhận một người con về nuôi, thì sau khi mất hoặc về già, chúng ta cái tài sản đó sẽ được chuyển nhượng lại cho người con hoặc là cho tặng lại, thì cái đấy cũng không mất thuế thu nhập cá nhân. Cái trường hợp thứ ba đấy là cha mẹ chồng cho với con dâu. Trong cái trường hợp cha mẹ chồng cho con dâu thì ví dụ như trong trường hợp là cái tài sản đấy được thành lập từ trước đấy ở với những người bố, người mẹ đấy là của người chồng khi đăng ký kết hôn, và trong trường hợp đó có thể là người chồng mất, người con trai mất thì có thể cho lại người con dâu, thì trường hợp đấy cũng không đánh thuế thu nhập cá nhân. Cái trường hợp thứ năm đó là cha mẹ vợ với con rể, thì ngược lại cũng vậy, khi người con rể đã được thực hình thành trong cái việc thời gian là làm con đăng ký kết hôn, thì trường hợp khi lập gia đình có thể người con gái mất, có thể là trường hợp là muốn cho riêng cho người con rể, thì cái trường hợp đó cho cũng không mất thuế thu nhập cá nhân. Cái trường hợp tiếp theo đấy, trường hợp thứ sáu đấy là ông bà nội cho với cháu nội. Từ trước đến nay khi người có những cái gia đình có thể không may mắn là cái trường hợp là vợ chồng bỏ nhau, hoặc là con giữa người bố, người mẹ, người cha, người con có thể bị mất, thì có thể ông bà không thích cho con ruột mà lại cho cháu nội chẳng hạn, lại là cho sang để cháu, để sau này cháu có cái thời gian lập nghiệp, vì con ruột của mình có thể là bị mất mà không thích cho con dâu hoặc không thích cho con rể, thì có thể là cho trực tiếp cái cháu của mình là cháu nội, cũng không mất thuế thu nhập cá nhân. Và trường hợp tiếp theo là trường hợp thứ bảy đấy là trường hợp là cho cháu ngoài. Vậy trường hợp có thể là không thích cho con rể mà lại cho từ ông bà ngoài có một cái tài sản được thành lập và bây giờ lại cho lại cho cái người cháu ngoài, thì cũng không mất thuế thu nhập cá nhân. Và tiếp theo đấy là những cái trường hợp thứ 8, đấy là trường hợp những anh chị ruột, ví dụ trong nhà là người bố mẹ mình là có 5 anh em, thì trong 5 anh em đó những cái tài sản hiện tại đang là đứng của người bố, người mẹ, và sau khi bố mẹ đã cho lại cho những người con, và sau khi những người con lại không thích là cho anh cả thì lại cho anh thứ hai hoặc anh thứ ba hoặc chị thứ ba hoặc chị thứ tư, thì tất cả những cái trường hợp ruột thịt máu mủ đấy nếu chúng ta muốn cho thì chúng ta cần có những cái thủ tục chứng minh là chúng ta đó là cùng chung huyết thống, như là giấy khai sinh cùng cha cùng mẹ, hoặc là những cái trường hợp sổ hộ khẩu chung thì sẽ chứng minh được mình là anh em. Và khi chứng minh được trường hợp anh em đó thì cái thuế thu nhập cá nhân trong cái việc để mà đánh thuế thì không bị mất. Thì đó là những trường hợp khi luật đất đai áp dụng cũng như luật cũ cũng đã hiện hành như vậy, thì trong trường hợp đó sẽ là một trong những cái điều tuyệt vời trong cái việc nhân văn, đó là giữa người thân máu mủ ruột thịt với nhau được hình thành tài sản từ thế hệ cha mẹ, ông bà đều được cho tặng quyền lợi lại cho những cái thế hệ sau này. Nên tại sao người Việt của chúng ta thường tích lũy tài sản để sau này cho con cháu, đó là một trong những việc cái thế hệ của đời ông bà chưa chắc đã ăn chưa uống mà dành dùm để sau này cho, đó là một cái điều rất tuyệt vời. Cái thứ hai
Trường hợp thứ hai mà trường hợp trong cái việc là không liên quan đến máu mủ nhưng cũng sẽ không mất trường hợp là thuế thu nhập cá nhân, thì nhiều anh chị trước đây với luật cũ thì cái việc mà một lô đất có thể 10 tỷ để xuống 1-2 tỷ, nhưng với luật mới hiện hành từ ngày 1 tháng 8 thì cái việc bất động sản hợp đồng hai giá hoặc cái việc để giá trong cái việc là nó thấp hơn giá thị trường không còn tồn tại, thậm chí nếu mua bán chúng ta cần phải chuyển đổi hoặc tiền chúng ta cần phải giao dịch trong ngân hàng, như vậy tất cả những cái thuế sau này sẽ được rất là cao. Thì cái trường hợp thứ hai là trường hợp từ trước đến nay có thể rất nhiều anh chị gian lận trong cái việc thuế cũng đã áp dụng, nhưng đợi luật hiện hành thì chúng ta chú ý những cái việc sau đây. Cái thứ nhất là nếu một trong những cái trường hợp là tại thời điểm mà cái người bán là không liên quan đến máu mủ nha anh chị, ví dụ bây giờ định đi mua một cái lô đất của những người xa lạ nào đấy, nhưng cái lô đất thửa đất đấy là một cái thửa đất duy nhất của một cái anh A bán lại cho anh B là định, thì trong cái thửa đất duy nhất trong thời điểm hiện tại đó thì cần phải đặt những cái điều kiện sau đây để được áp dụng không bị mất thuế. Trường hợp thứ nhất đó là toàn bộ thửa đất đấy không được tách ra khỏi cái quyền sử dụng đất đó mà phải sang toàn bộ cái khu đất đó liên quan đến cả nhà ở mà phải gọi là đất ở, thì sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân 2% mặc dù không anh em máu mủ. Trường hợp này nhiều anh chị có thể không biết, hoặc khi mình khai thuế mình bán từ xưa đến nay mình chỉ có một lô đất, bây giờ mình bán mình cũng không để ý nên mình đã bị mất rất nhiều tiền, nhưng khi luật mới được áp dụng thì cái trường hợp này có thể sẽ giảm rất nhiều trăm triệu. Nên anh chị nếu mình nằm trong trường hợp chỉ có một lô đất thửa đất mà mình lớn tuổi rồi thì mình sang tên thì mình không mất thuế thu nhập cá nhân 2%. Và đặc biệt phải đủ điều kiện sau đây. Cái điều kiện thứ nhất là cái thửa đất đấy phải được hình thành trước 6 tháng, tức là 180 ngày. Cái điều kiện thứ hai là chúng ta phải chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất trên cái thửa đất đó. Cái điều kiện thứ ba là cái đất đấy sẽ được giảm thuế, miễn thuế trong trường hợp là phải có đất ở, phải được đất đó được gọi là quyền sử dụng đất, mà thường chúng ta có cái từ là đất ở nông thôn hoặc đất ở đô thị, thì trong những cái trường hợp đó chúng ta sẽ được miễn thuế 2%. Như vậy đó là một trong những cái mà chúng ta sẽ được hưởng lợi khi luật đất đai được áp dụng, thì cái thuế không còn hai giá và thuế rất là cao. Thì chúng ta chú ý rằng đó là trường hợp giữa anh em ruột thịt với nhau không mất thuế thu nhập cá nhân, phải chứng minh bằng việc giấy khai sinh, chứng minh máu mủ. Cái thứ hai là giữa bố mẹ ruột cho con trai, con dâu. Trường hợp thứ ba là giữa ông bà nội cho con gái, con dâu, con trai, cho ông bà ngoại cho con rể, con dâu. Trường hợp tiếp theo đấy là giữa cái việc ông bà cho thế hệ thứ ba, đấy là các cháu ngoài, các cháu nội. Một trường hợp tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý đó là trường hợp người ngoài không liên quan đến máu mủ nhưng chỉ có một cái thửa đất duy nhất trong thời điểm hàng tên. Thì cái việc đó có nhiều anh chị đã áp dụng cái luật này và lách thuế, nhưng phải trung thực, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong cái việc khai báo là có bao nhiêu thửa đất. Nhưng khi luật đất đai áp dụng thì có một cái là sau này sẽ tránh được cái việc anh em gian lận, đó là cái quyền sử dụng đất, cái sổ đỏ, sổ hồng hiện tại sẽ có cái mã QR code thì cập nhật những cái thông tin là có bao nhiêu thửa đất, có bao nhiêu tài sản ở trên ngoài là nhiều tỉnh khác nhau, thì sẽ quẹt qua sẽ biết được những cái việc khai gian, khai lão sau này sẽ không còn tồn tại. Đó là một cái điều rất tuyệt vời khi luật đất đai được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, thì sẽ bỏ đi những cái tồn tại mà không phù hợp, đặc biệt là những cái hạn chế trong việc minh bạch về bất động sản. Thì cái đó là một trong những cái điều rất tuyệt vời, và hãy đón chờ những cái luật đất đai áp dụng vào thì sẽ đưa cho một cái thị trường minh bạch hơn, tuyệt vời hơn, và sẽ có được cái nguồn thu thuế cho nhà nước để đầu tư vào hạ tầng, đầu tư vào cơ sở vật chất, đầu tư vào trường học, thì mọi cái nó sẽ minh bạch, tuyệt vời hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị. Nếu anh chị chúng ta thấy cái video này hay thì hãy đăng ký bên trái hoặc bên phải của màn hình để chúng ta nhận được những cái video sớm nhất có thể. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta.